chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Ngày mai nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở khu vực Nam Bộ, trong đó những điểm nóng gay gắt nhất tập trung tại khu vực miền Đông như là tại Đồng Phú, Biên Hòa, Tây Ninh, nhiệt độ cao ở mức đó là khoảng 37 hay là 38 độ như mức nhiệt quý vị thấy trên màn hình. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và nhiều nơi khác thì nhiệt độ cũng khá cao, đó là rơi vào khoảng 35 hay thậm chí là 36 độ. Trời nóng liên tục trong khung giờ là từ 10 giờ cho đến 17 giờ. Nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng máy lạnh sẽ gia tăng và nếu như sử dụng không đúng cách rất dễ gây ra bệnh hô hấp của trẻ nhỏ. Vì thế các chuyên gia khuyến cáo quý vị chúng ta không nên bật điều hòa 24/24 bởi không khí trong phòng sẽ bị tù động. Chúng ta nên tắt điều hòa ít nhất là 2 lần trong ngày và tốt nhất là vào lúc sáng sớm và chiều tối. Chúng ta nên mở hết các cửa và dùng quạt để thổi hết khí tù động ra bên ngoài. Và để tránh môi trường thay đổi đột ngột, quý vị hãy nhớ lấy đó là quy tắc mở cửa 3 phút trước khi ra vào phòng điều hòa thì để cho trẻ em quen với luồng không khí nóng từ bên ngoài. Ngày nắng nóng nhưng đến chiều tối mai thì một số nơi ở Nam Bộ có thể xuất hiện mưa dông nhiệt. Ngoài mặt tích cực đó là giúp chúng ta giải nhiệt, nhưng mưa dông sau nắng, đặc biệt là trong giai đoạn cuối mùa khô như thế này, rất dễ kèm theo các hiện tượng cực đoan như là dông lốc, sấm sét cũng như là gió giật mạnh. Buổi tối và đêm sẽ là thời gian dễ chịu nhất trong ngày khi mà không khí sẽ dịu dần. Đến nửa đêm thì chúng ta sẽ cảm thấy mát hơn và nhiệt độ thấp nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và những địa phương khác dao động phổ biến trong khoảng là từ 26 hay là 28 độ. Tiếp theo chúng tôi xin được chuyển sang dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển Bình Thuận đến Kiên Giang gồm các quần đảo Côn Đảo, Thổ Chu, Nam Du và Phú Quốc, thời tiết vẫn ổn định. Ngày mai sẽ có nắng, gió an toàn cho tàu thuyền hoạt động. Còn ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa thì cũng có nắng gió và tầm nhìn xa là trên 10 km và gió không quá cấp 5. Riêng huyện đảo Trường Sa lưu ý thì trời sẽ chuyển mưa dông, đề phòng lốc xoáy cũng như là gió giật mạnh đi kèm. Đến đây chúng tôi xin được khép lại bản tin dự báo thời tiết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị.